Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách cài đặt phần mềm Camtasia Studio, phần mềm phiên bản 8.4.0, phiên bản 1699 setup. Thì trước tiên các bạn dưới video mình sẽ có một cái đường link để các bạn tải, các bạn nhớ tải hoặc là các bạn tham khảo ở trên diễn đàn. Bây giờ các bạn vào như sau này, các bạn chỉnh cái file hot, các bạn thêm vào file hot mấy cái dòng này. 127.0.0.1 cách ra 165, các bạn cứ copy cái này, sau đó để vào file hot nha. Nè, Windows này, System 32 này, vào driver này, ST này, file hot này, mở này. Nếu mà nó không cho lưu khi chúng ta lưu vào, ví dụ như bây giờ tôi lưu ở đây, đây nó không cho lưu như thế này, kể cả mình cho đè nó cũng không lưu được. Đây, nó không lưu. Thì các bạn copy cái file này ra màn hình desktop cho mình, copy như này, sau đó các bạn chỉnh xong, các bạn copy vào đây, cút đấy, cút ra màn hình desktop nhá, hoặc là cút ra ổ khác cũng được, nhưng mà bởi vì trên nền tảng ổ C cho nên nó cút hết cả toàn bộ. Sau tắt mạng này, sau đó các bạn vào, các bạn thêm cây, các bạn nhập tên vào, sau đó các bạn nhập một số key, sau khi nhập key thì các bạn nhấn next này, nó sẽ tự động cài. Cái này cài nhanh thôi. Gửi con mèo cho anh đi. Con mèo. Anh có Facebook, anh gửi qua cường độ computer cũng được nhé. Project.